Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có trong bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, chip Trung Quốc bị ghẻ lạnh. Chip Trung Quốc đang ngày càng mở rộng và có tham vọng lớn, nhưng mới đây họ đã phải nhận gáo nước lạnh khi thương hiệu Dell đang có kế hoạch ngừng sử dụng chip của Trung Quốc ngay trong năm tới. Lý do là bởi công ty muốn tìm cách chấm dứt sự phụ thuộc vào quốc gia này do xung đột thương mại Mỹ-Trung Quốc và chính sách COVID-19 của họ. Bên cạnh chip của các công ty Trung Quốc, Dell còn muốn cắt giảm những vi xử lý được sản xuất tại đất nước tỷ dân. Họ sẽ ưu tiên phần cứng được sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Trong phần lớn thời gian từ năm 2020 đến 2022, các biện pháp ngăn chặn đại dịch nghiêm ngặt của Trung Quốc đã làm gián đoạn hoạt động của nhà máy và hoạt động hậu cần. Ngay cả Apple cũng bị ảnh hưởng vào cuối năm ngoái khi sản lượng iPhone của họ bị ảnh hưởng bởi mục tiêu Zero Covid của nước này. Về đánh giá tổng thể thì chip Trung Quốc có tiềm lực và tham vọng đủ lớn, nhưng họ đang bị làm khó bởi những chính sách của chính đất nước mình. Tin tức tiếp theo, vi xử lý đầy tham vọng của MediaTek. Hiện tại, Dimensity 9200 là bộ vi xử lý mạnh nhất của nhà MediaTek. Con chip này được sản xuất trên tiến trình 4 nanomet thế hệ thứ 2 và sở hữu hiệu năng 19110 với Apple A16 Bionic. Tuy nhiên, tham vọng của MediaTek lớn hơn vậy. Họ đang ấp ủ cho vũ khí tối tân là Dimensity 10000, được phát triển dựa trên tiến trình 3 nanomet mới của TSMC, với cam kết tiết kiệm hơn 30% điện năng và hiệu năng được cải thiện đến 40% so với tiến trình 4 nanomet. Đặc biệt hơn là nó sẽ vượt trội Snapdragon 8 Gen 2, vi xử lý được coi là mạnh nhất giới Android hiện tại. Dự kiến Dimensity 10000 sẽ được giới thiệu trong quý cuối cùng của năm nay và nó sẽ xuất hiện thường xuyên trên các mẫu gaming phone trong cùng thời điểm. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, flagship killer thế hệ mới. Meizu 20 được coi là flagship killer thế hệ mới bởi những cải tiến mang tính thời đại mà nó mang đến so với đa số flagship killer ở thế hệ đầu. Theo đó, Meizu 20 bản tiêu chuẩn có dung lượng pin 4600 mAh, sạc nhanh 80W. Đây là sự nâng cấp rất lớn khi so với Meizu 18, thiết bị chỉ có pin 4000 mAh và sạc 36W. Về điểm hiệu năng Geekbench, điểm đa nhân của máy là 1409 và điểm đa nhân là 4199. Kết quả ấn tượng này cho ra được là nhờ con chip Snapdragon 8 Gen 2 cùng 12GB RAM và hệ điều hành Android 13. Với mức giá khởi điểm ở tất cả các thị trường chỉ khoảng 12 triệu đồng, Meizu 20 sẽ trở nên cực kỳ đáng chú ý, đặc biệt là trong giới gaming. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.